một sản phẩm có thiết kế mới lần đầu tiên xuất hiện tại Sơn Đông, giới thiệu với cả nhà tủ thờ Phúc Lộc Thọ có chất liệu được làm từ gỗ chó, phủ một lớp sơn mài rất là đẹp, cùng với đó là điểm vàng chi tiết. Sản phẩm sở hữu những thông số vô cùng đẹp như là chiều cao lên tới là 98 cm cùng với chiều ngang 77.5 cm nha mọi người, và chiều sâu rất là lý tưởng lên tới là 67 cm. Một thờ này cao 28 cm thì có thể kết hợp với cái hộp kéo vô cùng là rộng lớn này mọi người. Đó, những cái đường vân gỗ ốc chó rất là đẹp luôn, thì có kết hợp cái dây rãm trứng đó. Sản phẩm còn có cái hộp kéo phụ đó, còn trên thì một phủ một lớp cẩn veneer rất là đẹp luôn, có cái ti nấm màu vàng nè, vô cùng sang trọng và thanh nhã. Phần đặc biệt nhất của sản phẩm này là những hình vẽ hoa sen được vẽ bằng sơn mài đó. Hoa sen là được tượng trưng cho quốc hoa của Việt Nam, những nét vẽ vô cùng tỉ mỉ và tinh tế. Hai bên hông và mặt trước là toàn bộ được dán bằng điểm xuyến chạy những đường chỉ, trông rất là bắt mắt và sang trọng. Và hiện tại tủ này đang có tại hệ thống Sơn Đông, quý vị quan tâm thì hãy để lại số điện thoại để bên em tư vấn nhé.